Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm nổi bật trong việc bảo vệ cây trồng khỏi các loại sâu bệnh hại, đó chính là cây mangol 33WB với thành phần chính bao gồm acetamiphic và imidacloprid. Với một cơ chế tác động tiếp xúc và vị độc, không chỉ có thể diệt trừ hiệu quả các loại côn trùng miệng nhai và chích hút mà còn có khả năng nội hấp mạnh, giúp bảo vệ cây trồng khỏi các tác nhân gây hại một cách toàn diện. Hoạt chất acetamiphic đặc biệt hiệu quả trong việc kiểm soát các loại côn trùng này, từ các loài như là sâu vẽ bùa đến rầy nâu hại cây lúa. Đặc trị hiệu quả đối với các loài sâu bệnh khó kiểm soát như rệp sáp, bọ chỉ, rầy xanh, sâu vẽ bùa, bọ phấn trắng và rầy nâu gây hại. Pha 5-10g thuốc với 16 lít nước, phun 2 bình cho 1.000m², thời gian cách ly là 7 ngày. Bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập website kỹsuhuy.vn.